Xin chào các bạn. Trong video này thì Nam sẽ tiếp tục chia sẻ về những tư duy của người giàu và người nghèo. Và ngày hôm nay thì Nam sẽ nói về việc đó là người giàu thì kết giao với những người giàu và thành công khác, còn người nghèo thì kết giao với những người tiêu cực giống như họ. Như thế nào là kết giao với người thành công khác, còn người nghèo thì lại lựa chọn kết giao với những người giống như họ, những người có thể là tiêu cực hơn hoặc là những người mà có cái hoàn cảnh giống như họ. Thì các cụ ngày xưa đã nói một câu rồi, đó là ngưu tầm ngưu mà mã tầm mã, đúng không ạ? Đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Tức ý ở đây đó là gì? Là những người mà họ có hoàn cảnh giống nhau, là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, là họ sẽ chơi với nhau, đúng không ạ? Tức là tôi là người như thế nào thì tôi sẽ thu hút và chơi với những người giống như tôi. Và cái số 2 nữa đó là gì? Đi với bụt thì mặc áo cà sa và đi với ma thì mặc áo giấy. Ở đây là mình sẽ nói đến cái việc đó là môi trường của mình. Những người giàu thì có thể là ban đầu họ chưa giàu đâu các bạn. Ban đầu thì họ cũng là những người bình thường thôi. Nhưng họ biết được rằng là đi với bụt thì mặc áo cà sa mà đi với ma thì mặc áo giấy. Cho nên họ lựa chọn cái việc là thay vì chơi với những người nghèo thì họ sẽ thay đổi, bứt phá cái môi trường của họ. Họ đang ở một cái môi trường có thể gọi là nghèo và họ đặt cái ước mơ đó là họ phải trở lên giàu có. Và đi với bụt, đúng không ạ, thì mặc áo cà sa. Và họ muốn đi với bụt, họ muốn đi với người giàu thì họ học cách, học cách để chơi được với người giàu, học cách chơi được với người giàu. Và để chơi được với người giàu thì việc đầu tiên họ lựa chọn đó là tôi kết giao, tôi ngưỡng mộ với những người thành công và giàu có khác, đúng không ạ? Tôi theo dõi Facebook của họ, tôi học tập Facebook của họ, rồi tôi tương tác, tôi bình luận với những cái Facebook của họ. Họ chia sẻ một kinh nghiệm nào đó về cuộc sống, về làm giàu, về kinh doanh, và tôi vào đó, tôi học được bài học gì thì tôi sẽ comment cái bài học đó vào trong cái tường Facebook của họ. Và khi mà họ thấy được rằng mình là người tương tác nhiều, mình là người mà gọi là rất tích cực trên cái tường Facebook của họ, thì họ cũng sẽ yêu quý và họ chủ động kết bạn với mình. Đây là cách mà tôi hay làm. Hay là 2015 khi mà tôi đang trong giai đoạn mà bắt đầu đi học để khởi nghiệp, tức là chưa khởi nghiệp mà bắt đầu đi học để khởi nghiệp, thì thời điểm đó là tôi có rất là ngưỡng mộ một cái chị doanh nhân này. Chị làm thời trang, chị làm khách sạn, một nữ doanh nhân rất là thành công. Rồi là chị ấy vừa đi thi cuộc thi hoa hậu về, tức là hoa hậu doanh nhân về, và đạt được cái giải rất là tốt, rất là cao ở trong đó. Chị ấy trở thành một người nổi tiếng. Và khi đó thì tôi ngưỡng mộ, tôi ngưỡng mộ và tôi hâm mộ. Cho nên là tôi nhắn tin với chị ấy rằng là em rất hâm mộ chị, em rất là muốn được kết bạn để lắng nghe những cái chia sẻ của chị hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày. Và cái kết cục của tôi ở đây đó là người này họ không đồng ý. Có thể là họ nổi tiếng cho nên là họ có rất nhiều bạn bè rồi. Nhưng mà không sao cả, không kết bạn với mình thì cũng chẳng sao. Mình vẫn cứ bấm theo dõi người ta, mình bấm vào chế độ xem trước. Và khi mà chị này chia sẻ về kinh doanh, chị chia sẻ về bất cứ một bài học gì đó, thì mình là người theo dõi, mình học được và tôi lại tương tác. Và trong suốt 2015 thì tôi theo dõi chị ấy cho đến 2016, 2017, 2018 thì tôi quên đi, 3 năm liền cũng đến 2019. Thì có một cái sự kiện là khi một lúc này tôi đã trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp, chuyên gia về marketing dành cho ngành làm đẹp, cụ thể hơn nữa là marketing về spa và tư vấn cho những cái hệ thống mỹ phẩm. Đó, quá trình khởi nghiệp của tôi là như vậy. Và khi mà tôi trở thành một cái người chuyên gia như vậy rồi thì tôi có cái cơ hội được gặp chị này trong một cái sự kiện, đó là một công ty mà mỹ phẩm Nhật Bản họ về Việt Nam họ ra mắt và họ mời tôi đến tham dự và chia sẻ nhận định của mình về cái sản phẩm của cái công ty đó. Và khi mà đến lượt của tôi lên trên sân khấu tôi chia sẻ xong, thì khi mà tôi chia sẻ tôi nói về những cái rủi ro, những cái lợi thế, những cái thách thức và ưu thế của cái sản phẩm này, làm sao để có thể kinh doanh tốt được ở thị trường Việt Nam và nó có lợi thế là gì, thì đúng là có cái chị mà ngày xưa mà tôi ngưỡng mộ ấy, chị cũng ngồi ở trong đó. Chị cứ nghe tôi cứ nói điều gì tôi lại nhìn xuống dưới chị ấy, và tôi cứ nói điều gì thì tôi lại nhìn, và chị ấy cứ gật gù liên tục. Đến cuối cùng khi tôi kết thúc bài nói của mình thì tôi về vị trí của mình và chị ấy là người chủ động đến bắt chuyện với tôi, là xin số điện thoại, chị chuẩn bị mở spa, chị chuẩn bị mở thẩm mỹ viện và muốn được tư vấn. Cái số 2 là chị
chủ động kết bạn và nhắn tin Facebook với tôi. Thì khi đó, tức là tôi quên mất là 3 năm trước là mình đã từng nhắn cho chị này. Thì khi mà chị ấy nhắn tin Facebook trước cho tôi thì tôi mới thấy là à, ngày xưa là em có từng nhắn cho chị. Và đây là một cái gọi là một cái duyên rất là tốt. Ngày xưa thì rất khó để có thể kết bạn, còn bây giờ thì người ta chủ động kết bạn với mình. Câu chuyện này nó có ý nghĩa gì các bạn? Đó là khi mà mình quyết định, tức là mình phải chơi được với những người giàu, thì cái bản thân của mình ấy, nó phải cho mình được một cái khao khát, đúng không? Và một cái quyết tâm là mình phải trở lên giàu có. Cho dù khi mà mình đề xuất ra một cái lời là tôi muốn chơi với các bạn, họ không có đồng ý, bởi vì mình đang chưa có cái tên tuổi gì cả, họ không đồng ý là đúng rồi. Nhưng mà bởi vì mình muốn giàu có cho nên mình phải chơi được với người giàu thì mình mới giàu. Còn nếu mà trong trường hợp vừa rồi mà tôi gọi là muốn mình trở thành một người bình thường thôi, một người nghèo thôi, thì tôi sẽ không cố gắng để tôi trở thành một người làm kinh doanh tốt hơn. Tôi không cố gắng để trở thành một người chuyên gia tư vấn, chuyên gia đào tạo, một người chuyên gia marketing. Tôi không cố gắng, đúng không ạ? Rồi tôi không cố gắng để trở thành một người giỏi để mọi người có thể muốn làm việc với mình. Và nếu mà tôi không cố gắng thì sẽ không bao giờ có cái trường hợp đó là cái người chị kia, một chị doanh nhân mà mình ngưỡng mộ, chị ấy lại chủ động kết bạn, nhắn tin, chủ động lấy số điện thoại của mình. Thì sẽ không có cái điều đó, đúng không các bạn? Còn các bạn cứ tưởng tượng rằng là một khi cái người thực sự thành công họ chủ động họ làm bạn với mình, thì mình cũng phải là một ai đó ở trong mắt của họ. Có thể không quá là siêu sao và khủng khiếp, nhưng ít nhất là mình cũng có một cái vị trí nào đó ở trong cái suy nghĩ của họ, đúng không ạ? Người giàu thì giao du và kết bạn với những người giàu có và thành công khác, còn người nghèo thì chơi với những người bạn tích cực, à không phải tích cực, mà những người bạn mà có hoàn cảnh giống như họ. Ở đây có một cái khái niệm là khi mà chúng ta thay đổi từ một người mà nghèo chuyển thành một người giàu, nó phải trải qua một quá trình nỗ lực rất là nhiều. Ví dụ như là tôi là khoảng tầm là gần 5 năm nỗ lực rất nhiều, thất bại nhiều, khó khăn nhiều, bị chửi nhiều, bị nói chung là ném đá rất là nhiều. Ném đá ở đây đó là khi mà mình muốn bứt ra ngoài, mình muốn trở lên tốt hơn, thì những người xung quanh mình họ nói không làm được đâu, mày đang làm đa cấp à, mày bị người ta lừa à, rồi đủ mọi thứ trên đời, mày không làm được đâu, tốt nhất là lại đi làm cái công việc làm thuê như bình thường đi, đừng cố bon chen làm gì. Đấy là những thứ mà người ta ném vào tôi, nhưng mình không sao cả. Thất bại lần 1, thất bại lần 2, thất bại lần 3, mỗi một lần thất bại tôi đều đứng dậy và tôi rút ra bài học để tôi làm ở những lần sau. Và đến bây giờ, có thể tôi gọi bây giờ đó là thành công. Bước 1 là khoảng tầm là 5 năm trước là tôi viết một cái mục tiêu cuộc đời của mình ra, và tôi viết là 3 năm sau tôi sẽ đạt được. Thì đến bây giờ là 5 năm thì tôi đã đều đạt được cả. Thì gọi là thành công bước 1, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể để ý rằng có một cái cụm từ ở đây, đó là vùng thoải mái. Khi chúng ta thay đổi, khi chúng ta đang ở một cái vị trí đó là những người mà nghèo đi, tôi nói thế cho nó rõ, đúng không ạ? Người nghèo và mình muốn trở lên giàu hơn, thì mình phải chơi trước mắt là muốn nhiều tiền, là mình phải chơi được với người giàu để mình học cách người ta làm giàu đã. Nhưng mà nó khó lắm các bạn, bởi vì mình ít tiền mà người này rất nhiều tiền. Những nơi họ đến, những câu chuyện họ nói đều là nhiều tiền. Còn những thứ mình đang có trong hiện tại là ít tiền, những suy nghĩ của mình cũng là ít tiền. Vậy thì lấy cái gì để mình nói chuyện được với họ, đúng không ạ? Thế là việc của mình là phải học tập liên tục, học liên tục, rồi là mình phải bước vào thế giới của người giàu liên tục. Mình không có tiền thì mình phải cố gắng, đúng không ạ, lao vào thế giới của người giàu một lần nào đó bằng việc là phải làm gì cho nhiều tiền hơn, tức là mình lại phải làm việc nhiều hơn, phải lao động nhiều hơn, mình phải làm nhiều thứ hơn để mình cố kiếm được nhiều tiền, để mình được trải nghiệm cái cuộc sống của họ. Rồi dần dần những cái lần cố gắng như thế, những lần cố gắng mở rộng cái vùng thoải mái như vậy của mình, thì mình có gọi là bước từng bước một vào thế giới của họ. Và dần dần mình hòa vào cái thế giới đó lúc nào mà mình không biết, đúng không ạ? Ví dụ như là tôi chẳng hạn, tôi cứ bước đầu tôi cố gắng là làm quen từng người này, làm quen từng người kia một khi mà mình còn đang khó khăn. Cứ làm quen từng người trước, sau đó số 2 là theo dõi Facebook của họ. Theo dõi Facebook của từng người, rồi là tương tác, bình luận trên bài viết của họ thường xuyên rất là nhiều năm liền. Rồi tôi thấy là họ là thường người là thường xuyên đi du lịch này, rồi là khách sạn 5 sao ở nhà hàng xịn gì đó. Thì tôi cố gắng là đầu tiên là tôi phải cày cuốc này, tôi kiếm được nhiều tiền hơn một chút, nhưng gọi là nhiều tiền hơn một chút thôi, chưa có nhiều, chưa có giàu. Thì tôi cũng lao vào khách sạn 5 sao để tôi thuê một đêm khoảng 3 tiếng, 5-7 triệu. Rồi là vào những cái nhà hàng xịn, đúng không ạ? Một bữa ăn mà các bạn tưởng tượng là một bữa ăn mà cái thời điểm mình đang khó khăn ấy, 1-2 triệu đối với mình là cả một vấn đề rất lớn. Mà có những bữa ăn mà nó nhiều tiền hơn như vậy, nhưng mình vẫn phải chi, không sao cả. Bởi vì thói quen của người giàu, người ta chi được như vậy. Tất nhiên là họ cũng, tôi nghĩ là chắc người ta cũng không chi có đều đặn, đúng không ạ? Lâu lâu có dịp gì đó bắt đầu người ta đến đó, người ta đến được hưởng thụ. Và mình cũng vậy thôi,
mình phải học cách để mình đến đó mình hưởng thụ được. Và cũng không có đều đặn đúng không, các bạn phải cày như một con trâu ấy, kiếm được ra thêm một chút tiền là lao vào hết đó hết rồi. Thì khi mà vừa trải nghiệm xong một lần cái là hết tiền lại phải cày. Và cứ mỗi lần như vậy, mỗi lần như vậy thì con người của mình nó lớn hơn, cái khả năng lao động của mình nó nhiều hơn, cái khả năng chịu áp lực của mình nó nhiều hơn, rồi khả năng tiếp cận một môi trường mình mới của mình nó cũng nhiều hơn. Và dần dần bản thân của mình là chơi được với những người như vậy, đúng không ạ? Mình bước chân vào chỗ đó, mình bước chân vào những cái khách sạn 5 sao, rồi mình bước chân vào những cái địa điểm mà nó nhiều tiền hơn một chút, là trong ngoài đó chỉ toàn là những người nhiều tiền thôi. Thì khi đó là mình mới đầu thì ngại, vô cùng ngại, đúng không ạ? Đi đến đâu cũng phải nhìn trước nhìn sau, bởi vì nhìn của mình có quê quá không, hay là nhìn của mình nói chung là cảm giác là nó tự ti. Nhưng dần dần cứ nhiều lần nó quen là mãi cũng quen thôi, đúng không ạ? Là mãi cũng quen. Nó cho nên rằng là trong video này thì Nam muốn chia sẻ với các bạn rằng là người giàu thì chơi và giao du kết bạn với những người giàu có khác, còn người nghèo thì tập trung chơi với những người tiêu cực, rồi chơi với những người ở trong hoàn cảnh giống như họ. Hãy cho nên rằng bạn lựa chọn việc là bạn muốn trở thành người giàu, đúng không? Hay là bạn vẫn muốn đứng yên ở vị trí đó, bạn muốn kết bạn với những người giàu, hay bạn muốn kết bạn với những người bạn mà đang trong cái môi trường của mình. Bạn có thể comment xuống dưới, hãy comment cái sự lựa chọn của bạn để chúng ta có thể là hiểu nhau hơn. Và tất nhiên, đúng không ạ, tôi chia sẻ, tôi làm cả một cái chuỗi video rất nhiều về việc người giàu và người nghèo, những suy tư duy, những tư tưởng của những người giàu có và những người nghèo. Thì để mục đích nhằm là để bạn lựa chọn rằng bạn sẽ trở thành người giàu, bạn sẽ phát triển mạnh mẽ hơn cho chính bản thân bạn, rồi cho gia đình của bạn, rồi cho những người xung quanh của bạn. Rồi, chúc cho bạn sẽ trở thành những người mà giàu có hơn so với thời điểm hiện tại, để giúp cho thật nhiều người phát triển được giống như bạn hơn nữa. Rồi, nếu bạn thấy video này hay thì có thể comment là hay. Nếu bạn thấy là có rất là nhiều bài học và muốn chia sẻ cho bạn bè của mình thì hãy bấm một nút chia sẻ và gửi nó đến bạn bè của mình. Nếu bạn thấy kênh YouTube của Nam có nhiều bài học hấp dẫn và có thể giúp cho bạn phát triển công việc kinh doanh của mình thì có thể bấm vào nút đăng ký và bấm vào nút chuông thông báo để nhận được nhiều hơn những video của Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.